Kim Yến mến chào quý vị khán giả đến với chương trình ẩm thực hình chữ S. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta sẽ khám phá ra một món ăn mới trong chương trình. Và ngày hôm nay, muốn biết món ăn đó là gì, xin mời quý vị hãy theo chân Kim Yến nhé. Ủa, hôm nay Yến đi viện hả? Mà sao lại qua đây vậy? Em đi diễn mới về đó chứ, nhưng mà em đói bụng quá nên em qua tìm anh này. Khi nào đói bụng qua tìm tôi trời. Giờ em muốn ăn gì nè? Thường thì em thích ăn cá hơn. Giờ cá của anh hết rồi, chỉ còn bò à? Em cũng thích ăn bò lắm. Nhưng mà anh nghĩ anh làm ra cái món này chắc chắn sẽ thuyết phục được em. Món gì vậy anh? Đó, bò sốt cam. Wow, em nghe nó có vẻ hơi lạ đó. Lạ không? Món này tạo ra để thuyết phục em, để em thích món bò hơn. Nhưng mà trước khi em muốn thử cái món đó là anh mời em cùng vào bếp anh để hỗ trợ anh làm cái món đó nha. Dạ, em sẵn sàng. Dạ. Giờ chúng ta đi. Bắt đầu nha. Với món ăn này thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu nào? Tất nhiên, món này là bò sốt cam thì chắc chắn không thể thiếu cái phần thịt bò. Cái thứ hai là cái phần cam vàng. Đây là nước cam. Sau khi mình bắt nước cam thì mình lấy cái phần bò này. Mình cắt sợi nhuyễn này để tạo hương thơm nhiều hơn. Và để tăng thêm một xíu tinh bột với màu sắc trong cái món ăn thì mình có thêm khoai tây và cà rốt. Còn những cái gia vị gồm có nêm, đường, muối và một ít giòn. Em có một cái thắc mắc là em thấy có một dĩa rau ở đây mà anh chưa giới thiệu nè. À, mấy cái rau này dùng để trang trí cho món ăn của Yến nó đẹp lên đó mà. Bắt mắt hơn để cho Yến nó cảm thấy cái món ăn thích thú hơn. Thì chúng ta giờ bắt đầu vào cái phần sơ chế cũng như tổng ướp cái gia vị vào tất cả các món ăn này để bắt đầu nấu. Thì đây là cái miếng thịt bò, đây còn tổng ướp nha. Khi mà đi mua thịt bò thì cái cách chọn thịt bò của anh như thế nào? Thì cái phần thịt bò này nè, chúng ta phải coi cái màu sắc, mà nhất hai là cái phần thớ cũng như cái phần ngon trên con bò. Đây là cái phần thăng của con bò. Là nó gồm có một cục tròn vừa như này và những cái sớ nó... Cái sớ nó nhiều. Đúng rồi, sớ như nhiều. Dạ. Và nó cảm giác nó mình xé nó ra là nó còn co lại được. Dạ. Đó. Mà tất nhiên cái màu sắc với cái độ mềm của nó thì nó phải tươi. Tươi đây là mình nhìn vào rất là bắt mắt rồi. Dạ. Mình tươi cái đồ nước của nó trong tay mình á, mình cầm lên mình xoa mà nó trơn trơn á, tức là cái mỡ bò nó làm cho cái phần tay mình trơn thì nó sẽ tươi, rất là tươi. Thường thì thịt bò em ăn em thấy rất là dai. Và đó cũng là một cái đặc tính mà em không thích ăn thịt bò. Thì anh có cái cách nào để làm cho thịt bò nó sẽ mềm hơn? Tùy cái khúc ở trên mỗi cái phần con bò là chúng ta sẽ có một cái nhiệt độ nấu khác nhau để cho nó không mùi dai. Thì đối với phần thân bò này thì nó mang đặc tính nếu mình nấu đừng có ninh nó quá lâu thì nó sẽ không có dai. Và cái phần cắt cái khứa của cái món này nè, tức là mình khi mà mình làm xong mình cắt từng lá theo cái khứa này thì nó sẽ khi mình nhai nó sẽ xé cái khứa thớ này ra thì nó sẽ không cảm nhận bị dai nữa. Thì thường là nếu mà trong bò nó nhất phần cái thân, còn cái bắp, đối với những cái món bắp hay giò thì chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để ninh. Nhưng mà bây giờ Yến đang nói bụng mà làm mấy cái món đó lâu quá thì sao ăn được đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ những cái phần rìa này cho nó còn hình vuông, cho nó đẹp ha. Sau đó chúng ta cắt nó làm hai, một cái khuôn khổ là 1.5cm và 3.5. Bây giờ chúng ta sẽ ướp này, một xíu muối này. Rắc muối vừa phải đúng không anh? Đúng rồi, mình rắc cho nó thấm vào trong tí nữa. Cái món này là mình ninh với nước cam thì cái độ ngọt của nước cam nó sẽ dịu lại cái phần mặn đó. Dạ. Chúng ta để lên một xíu đi. Chúng ta bắt đầu là bắt chảo lên. Đối với cái món này thì cái hương của nó đặc trưng nhất là cái mùi cam. Và khi mà ăn vào thì cái mùi, cái vị của thịt bò nó mềm, nó không có dai như những cái món bò khác. Thì cái món này là nó là lấy từ những cái món của nước ngoài nhưng mà nấu theo không kiểu Việt Nam. Giống có nghĩa là anh lấy công thức của nước ngoài nhưng anh về anh biến tấu lại nấu theo kiểu khác của anh. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho một xíu dầu ăn vào. Xin chào. Cái thịt bò này á là sẽ là giúp Yến mau no này, có đủ năng lượng để quay hình trong một ngày dài nè ha. Tổng ướp ít tinh bột tốt là tinh bột từ khoai tây nè. Phần mà tinh bột tốt á là gồm những cái nguyên liệu gồm khoai tây nè, những cái khoai và lúa mạch.
Còn những cái phần tinh bột xấu á, là những cái phần mà mang cái tính chất màu trắng, nó không có mang một những cái màu khác nhau. Dạ. Thì gồm có là bột mì, một ít là cơm, thì nó là một tinh bột, tại vì cái đường nó chứa rất là nhiều. Dạ. Thì nó là tinh bột xấu ha. Thì đối với cái món bò này, nó chứa rất là nhiều vitamin cũng như sắt trong cái dinh dưỡng của nó. Và nó có chất đạm. Đúng rồi. Và nó sẽ giúp chúng ta một ngày dài vận động nhiều thì nó sẽ tốt hơn. Đây, chúng ta dầu nóng rồi ha, chúng ta thảo rồi. Cái khúc này là khúc ăn thích ngắm nhất trong khi nấu ăn, tại vì nó rất là nhẹ nhàng này, nó âu yếm cái phần thịt này. Dạ, anh ơi. À, với cái khi mà anh chiên như vậy thì anh canh lửa và anh phải canh cho cái miếng thịt nó vàng như thế nào ạ? Thì mình bỏ vào tầm khoảng gần 1 phút sau á là cái mặt nó sẽ vàng. Rồi nhiệt độ thường là nếu mà mình dùng nhiệt từ này á thì 2000. Còn mình nếu mà nhiệt độ lửa bình thường của mình thì chỉ cần 120 độ C. Dạ. Thì tức là cái khói nhẹ của cái dầu, em để ý không? Nó bay lên nhẹ thì yeah. Cái đó là cái nhiệt độ tuyệt vời nhất để làm cho cái miếng thịt vàng nhanh mà không bị dai, tức yeah. là nó vẫn còn ẩm trong bên trong. Chúng ta mà nhiệt độ thấp quá là chúng ta nấu nó dai từ từ vào cái này. Đây chúng ta sẽ chuẩn bị lật cái mặt nó lại ha. Đó. Có nghĩa là thịt bò này chúng ta chỉ chiên sơ qua thôi quý vị. Em phải áp chảo 4 cái mặt của cái phần thịt bò vàng lên nữa rồi em mới cho cái nước sốt cam vào, em lên một chút nước xong rồi em mới vớt ra nha. Dạ. Xong em mới nấu lại cho cái sốt nó đặc lại. Em bắt đầu nghe mùi thơm của thịt rồi đó. Ừ. Hồi này thấy đói, giờ đói không chưa? Dạ đói bụng rồi. Rồi, chúng ta sẽ nấu nhanh mà. Rồi, khi mà 4 mặt là vàng như thế này quý vị, nó có những cái màu giống xám xám như thế này, chúng ta sẽ hạ lửa xuống một xíu, chúng ta sẽ đổ nước cam cộng với một ít bột cam và nêm gia vị vào này. Giờ chúng ta đổ nước cam vào và tiếp theo là cho cái gì vào anh? Cho hết cái bột cam này vào để tạo một cái mùi hương và một cái vị the the nhẹ trên đầu lưỡi ha. Bây giờ chúng ta phải nêm gia vị vào trong cái nước này để cho nó thấm vào trong cái thịt bò. Sau đó chúng ta mới cho những cái thứ ăn kèm vào này mình nấu chung với nhau. Gia vị của chúng ta gồm có muối, đường, hạt nêm. Này, chúng ta hồi nãy đã nêm muối vào trong bò để cho nó thấm rồi. Chúng ta nêm một ít lại thôi. Chúng ta thêm 1/4 muỗng này. 1/4 muỗng muối nha quý vị. Chúng ta cho 1.5 muỗng đường này vào. 1.5 muỗng đường. Lật cái bò thường xuyên một xíu để cho nó thấm cái gia vị ha. Đến cái thời điểm nào cái miếng thịt đã chín rồi đó, chúng ta lấy đũa chúng ta nhấn xuống mà nó cứng mà nó bung lên lại này nè. Dạ. Khi mà nó còn sủng là nó sẽ lún xuống nước rồi sau. Bây giờ nó đã chín tới rồi. Dạ. Thì nó sẽ căng lên như thế này. Thì chúng ta sẽ bỏ những cái gia vị đó vào và nâng thêm khoảng tầm 15 phút nữa là được. Chúng ta sẽ cho những cái rau củ này vào để thấm gia vị trong này ha. Và khi bỏ khoai tây và cà rốt vào thì anh canh khoảng bao nhiêu phút thì chúng ta sẽ tắt bếp? Mình bỏ khoai tây với cà rốt vào tầm khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ tắt bếp. Bên đó chúng ta sẽ lấy bò ra trước, rồi chúng ta tiếp tục nấu thêm 5 phút nữa để cho khoai tây nóng thêm và cà rốt nó thấm gia vị thêm. Chúng ta tiếp tục vớt ra. Và nếu nước sốt chúng ta đã sẵn, chúng ta múc ra để thêm bò thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ lại quý vị nhé. Nếu nước nó bắt đầu sẵn lại nè, chúng ta không cần phải sử dụng một cái chất gì hết nè. Cái nước cô đặc, cái đường chua, đường ngọt của nước cam vào trong cái món này nó rất là thú vị. Bắt đầu em nghe được mùi thơm của cam rồi đó. Thơm như là thường ngày thì em không thích ăn thịt bò lắm, nhưng mà hôm nay là nó có sức hấp dẫn đối với em rồi. Thôi chúng ta bây giờ lấy cái bớt những cái rau củ và lấy cái dĩa để trang trí thôi nha. Rồi xong chúng ta sẽ nấu lại cái này một tí rồi cho nó đặc lại. Bây giờ em muốn ăn liền quá, em thấy nó hấp dẫn quá. Được. Bây giờ chúng ta câu cuối cùng chúng ta phải trang trí cái gì thật đẹp cho nó nhìn mắt mắt đi rồi mới ăn ha. Thì em đang đói bụng quá. Nhìn thấy không? Các ra cái nước nó vẫn còn trong bên trong này. Thịt nó rất là tươi và ngon. Em thấy nước sốt của mình nó sôi lên rồi. Chúng ta nước sốt của chúng ta là được rồi nè. Khi mà chúng ta vớt cái nước sốt lên, nếu muốn kiểm tra được hay chưa, chúng ta
chút nó xuống lại và chúng ta nhìn cái đồ sẵn nữa này đúng không? Dạ. Chúng ta lấy tay quẹt một đường, nếu mà cái hai cái đường này nó không dính lại nhau á thì đó là nước sốt của chúng ta đạt. Cho nước sốt lên nó sẽ thấm vào miếng thịt bò. Thấy hấp dẫn chưa? Thôi hành hạ vậy là được rồi, phải cho ăn thôi. Em thấy cái cách nấu của anh nó hấp dẫn mà cách bày trí còn hấp dẫn hơn. Rồi, món ăn của chúng ta là xong rồi nè. Chào chị. Thật sự là Yến không có thích ăn thịt bò cho lắm, nhưng mà Yến nhìn cái món này hấp dẫn quá cho nên là Yến phải thử mới được. Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ ăn đi, đói bụng lâu rồi đúng không? Trời. Em đói lắm rồi. Vậy không thôi, chờ đợi được nữa đâu. Mày không ăn nào ha. Dạ, em cảm ơn anh. Mày cho một tí bột cao nhau thơm này. Thịt bò thơm nè và mềm, gia vị thấm rất là đậm đà. Đã nói mà cái món này sẽ thuyết phục được Yến mà. Quả thật là ngay lúc đầu em đã không thích ăn thịt bò. Nhưng mà khi anh chế biến xong thì em không thể cưỡng lại được bởi vì nó quá ngon. Cho nên là từ giờ trở đi em sẽ tìm đến anh thường xuyên. Trời ơi, lại tìm đến anh để bắt anh nấu nữa hả? Mỗi lần em tìm đến anh tốn quá trời đồ luôn á. Tốn mà vui đúng không anh? Mà vui thiệt. Nhưng lần sau qua thì bả sớm nữa, hù cái hết hồn à. Em phải tạo bất ngờ cho anh chứ. Trời ơi, muốn ăn cá lần sau đó thì chuẩn bị cá cho nấu. Có như vậy em mới thử được tài nghệ của anh. Thôi, ăn tiếp đi, mời đi quay kìa. Quý vị khán giả thân mến, thông qua chương trình ẩm thực hình chữ S, hôm nay chúng ta đã được thưởng thức một món mới, đó là món bò sốt cam. Và nếu quý vị nào có quan tâm đến những món mà mình thích nhưng chưa biết cách làm thì quý vị hãy viết thư liên hệ với chương trình nhé. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.